các bạn nhìn nè các bạn nè. Mưa nha các bạn, mưa ốc lên quá trời luôn nè các bạn, nhìn nè. Ôi ui, nó bò các bạn, cái đường nó bò nè, mưa nó bò vậy đó. Khi này ốc bự bự không các bạn ơi, nó ăn mấy cây này của mình nè, mình trồng nó cắn ăn hết trơn của mình luôn. Ốc cồ nha các bạn, quá trời nhiều luôn đó, mình coi coi nhiều nha các bạn. Ui đây nữa nè các bạn ơi. Đây mình bắt vô nha các bạn. Bò đi đâu không biết nữa. Đây ù. Bắt giùm giọng mấy trước nha các bạn. Đây. Đó, đất ướt ướt nó bò lên nha các bạn. Đây là cầu con này nhìn. Các bạn nhìn phá không? Cái này khó thấy lắm các bạn, nó bò lên nó ăn lá cây. Mình phải dạch ra. Mình không dạch thì nó ăn hết xơ rau của mình luôn. Đó. Chưa mình đi bắt mấy con nhỏ trước nha các bạn. Mình coi mấy con nhỏ trong đây nè. Nè, hai con này các bạn. Hai con luôn. Hai con nhỏ nha các bạn. Anh khóa lắm. Siêu phá à. Siêu phá. Không biết con nhỏ này mình bỏ qua đây nha các bạn. Mình không bắt mấy này là bỏ bệnh đi để nó ăn rau mình hết. Đấy hồi mình đi đi bắt cái ra xong rồi. Coi bắt bạn coi nó bò. Hồi bắt mấy anh này nha, anh đi đường như này đi lên nữa các bạn. Nó chui vậy đó lên á. Ban ngày anh chui xuống đất.